Hello, xin chào tất cả quý khán giả ba đã trở lại với kênh. Chúc cả nhà có một buổi tối vui vẻ. Hôm nay mình có dịp đi chợ Ôn Môn cả nhà. Hôm nay quay một vòng chợ đêm Ôn Môn cho cả nhà xem giải trí với mình chơi vui nha. Đây khung cảnh buổi chiều nha, chiều chợ Ôn Môn đi chơi ăn uống vui. Đây là cầu quân đội, cầu quân đội cũ cả nha. Đây là hướng đi vô đường Bãi Gác. Đây là hướng vô chợ nha. Chúc mình đi chạy dọc theo chợ để quay cho cả nhà xem chợ Ôn Môn vào ban đêm nha. Đẹp tuyệt vời luôn cả nhà. Cặp bãi sông, cặp bãi sông bờ kè của chợ Ôn Môn. Tối ta dọn đồ ăn ra nhiều lắm. Ở đây đủ thứ nó. Đây buổi tối thì anh ngồi về giải trí được. Kem. Đây cả nhà, hai bà ngủ tiếu rồi cả nhà. Mỗi tô 35.000 nha. Hai tô 70.000. Nè cả nhà. Ngon không biết. Này quán này mình mới ăn đầu mình không biết nó ngon nữa, mấy quán kia thì nó ngon rồi. Hai tô tiếu mỗi tô 35.000 cả nhà. Cái phần giò này. Giò chập bá luôn. Tô 35.000 cả nhà. Ngay dốc cầu quân đội của quân một có gì không, bên đây có gì không? Tô 35.000, tô này hơi mắc rồi. Vậy đây nha, cho thêm một ít ớt nha, mình ăn rồi mình khoái ăn ớt ít chứ không ăn nhiều, có chừng muỗng canh nữa nha. Cái này tương. Đây tô tiếu 35.000 ở đây. Có bên kia người ta bán có 25.000, bên đây bán 35.000 luôn. Quá ngon nhưng mà quá mắc.
thịt thì không có bao nhiêu, có hủ tiếu mà. Con cá ngồi đây ngắm cảnh sông nước luôn. Trời, vợ tôi ăn chè ông nội rồi, đói lắm hả? Ừ, đó. Quả nha. Hủ tiếu này không bằng chút. Hủ tiếu này không ngon luôn. Không bằng hủ tiếu thằng kia. Mà cái nhà ăn nha. Hủ tiếu bột gạo thiệt, bột lạc thiệt. Hủ tiếu này, chỗ này nó không ngon mà ở trên kia, trên chợ ngon đó nha. Trên chợ nó khúc gần trường học, nó bán có 25.000 tô à. Ngon hơn. Thứ này có như cũng có 2-3 miếng thịt. 35.000. Mắc quá. Nước cũng không có vừa ăn. Nước hơi lạ. Nước hơi lạ. Ăn dữ à? Trời, vợ tôi ăn kìa. Bún này cũng không ngon lắm nha, hủ tiếu này cũng không ngon lắm nha. Nhưng con cái là không ngon mà tại giờ đói quá, mạnh nuốt. Nó không ngon mà tại nhờ đói nên giờ nó ngon. Cá luôn. Này nó không ngon nhưng mà nhờ đói quá mạnh nuốt. Nuốt còn hơi cũng còn ít tô không à. Không còn chân. Trời ơi con nhỏ nó cạp kìa. Bạn chúng nó. Không ngon ăn gì cả nhà. Nếu mà ngon ăn luôn cái tô à. Nhưng có gì đâu ăn. Rồi sao rồi về cái hả? Ba cái đèn đường cái này tức hết trơn này, không có mở đèn nào hết trơn. Trung thu mà nè, coi gì đó bán bánh thu rồi nè, bánh thu rồi cả nhà. Đang ngồi mua vậy. Rồi chào tất cả nhà nha, hẹn gặp lại cả nhà vào những video tiếp theo nha. Bye bye, chào cả nhà. Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ.